Chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn tới trao bằng khen đột xuất cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, đoàn đã tới trao bằng khen cho tập thể Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, tập thể và cá nhân của công đoàn cơ sở, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Tại đây, bà Nguyễn Thị Hoàng Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội chữ thập đỏ đã làm được trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời trao bằng khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đợt khen thưởng đột xuất này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen cho 14 tập thể và 7 cá nhân. Đây là những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đến khu nhà trọ Trường Thành để trao 30 phần gạo, rau củ quả cho người lao động đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.